Kính chào quý khán giả thân mến. Như quý khán giả đã biết, bộ phim Đông Cung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của Phỉ Ngã Tư Tồn, xoay quanh câu chuyện tình, yêu, hận, giằng xé giữa nàng vốn là một cựu công chúa của Tây Lương Quốc tên Tiểu Phong do Bành Tiểu Nhiễm thủ vai và thái tử của Trung Nguyên tên Lý Thừa Ngân do Trần Tinh Húc thủ vai. Bộ phim đã thành công viết nên câu chuyện tình đầy bi ai, sự đau khổ, tình yêu khắc cốt ghi tâm, sự dằn vặt của một con người có thể đáng thương và cùng cực đến mức nào. Cuối cùng, sau tất cả, giang sơn quyền lực đã đạt được, nhưng khoảng trống mênh mông trong tim ai sẽ là người lấp đầy. Bộ phim Đông Cung cũng đã nhận được những lời khen không ngớt từ nhan sắc, diễn xuất của dàn nhân vật chính cho tới nội dung, nhạc phim. Tất cả đều khiến cho khán giả hài lòng. Đặc biệt không ít người đã phải trầm trồ, cảm thán trước phần ngoại cảnh hùng vĩ trong phim Đông Cung. Nhờ sự đầu tư chăm chút cho ngoại cảnh này, nên Đông Cung không trở nên khô khan hay mắc lỗi giả tạo như nhiều phim khác. Và không nằm ngoài sự mong đợi, Đông Cung đã và đang cực kỳ thành công, trở thành bước đệm lớn cho tất cả những gương mặt xuất hiện trong phim. Thưa quý vị, phim Đông Cung đang là bộ phim được chú ý nhất đến thời điểm hiện tại. Sau khi bộ phim Đông Cung được phát độc quyền trên kênh TTV11, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, ở khung phim 20 giờ 10 phút, đã nhận được phản hồi rất tích cực của khán giả về bộ phim. Để đáp lại những tình cảm cũng như là mong mỏi của quý khán giả muốn được xem lại phim Đông Cung một cách xuyên suốt, kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2019, TTV11 bắt đầu phát lại bộ phim này trong khung phim 12 giờ 5 phút trưa và 2 giờ 15 phút ngày hôm sau. Mọi thông tin vui lòng cập nhật trên fanpage, YouTube và trên trang web ttv11.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý vị cùng đón xem.